Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Mạo chúng tôi xin giới thiệu các bạn đó là cái máy quét mã vạch RFID của hãng Zebra, có mã sản phẩm đó là RFD 8500. Thì đây là cái sản phẩm đang còn ở trong hộp. Thì đây là ba cái hộp mà đựng máy quét, các bạn theo dõi đây. Và đây là cái hộp mà đựng cái đế sạc. Cái hộp được bảo quản bằng xốp thì rất là chắc chắn và an toàn. Thì đây thì mình đã có khui sẵn ra cái sản phẩm này, các bạn có thể theo dõi. Thì đây là cái máy quét mã vạch RFD 8500. Đây là máy scan cầm tay. Đây là cái đế sạc để mà sạc pin cho cái máy quét này. Đây là cổng kết nối USB, kết nối máy để lấy dữ liệu với máy tính. Đây là cái adapter để kết nối với lại cái bộ sạc để cung cấp cái nguồn điện. Thì máy quét mã vạch RFD 8500 này thì được ứng dụng trong là dùng quản lý kho thông minh, mình dùng để mình kiểm kho hoặc là xuất bán hàng, là xuất nhập hàng. Máy này thì sẽ hỗ trợ là kết nối Bluetooth với các thiết bị như là máy tính bảng, smartphone của các hệ điều hành như là iOS hoặc là Android. Thì mọi chi tiết về sản phẩm thì các bạn có thể là liên hệ Thế Giới Mạo Vạch để được hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.